Chung kết thế giới 2023 như mọi năm là một giải đấu vô cùng quan trọng để tìm ra đội tuyển mạnh nhất thế giới. Vậy nhưng với đội hình T1 2023, nó lại sở hữu một ý nghĩa rất riêng. Đó là một cơ hội quan trọng để tập thể này tiếp tục gắn bó, hy vọng đến một chức vô địch. Thế nhưng, hoàn toàn có thể là giải đấu cuối cùng của họ. Đó cũng chính là những gì Gumayusi đã hàm ý trong màn phỏng vấn 3 năm anh debut ở sân chơi khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Vẫn như mọi khi, Gumayusi thể hiện được tinh thần quyết tâm, thái độ cầu tiến trước khi bước vào giải đấu lớn nhất trong năm. Nhưng đáng chú ý nhất là việc anh úp mờ về khả năng tan rã của đội hình T1. Cả năm cá nhân này đã gắn bó với nhau, trải qua biết bao thăng trầm trong suốt hành trình đầy gian nan để đi đến được đây. Nhưng phải chăng đó cũng chính là hồi kết? Liệu rằng chung kết thế giới 2023 có phải giải đấu cuối cùng mà chúng ta còn được thấy họ đứng chung một chiến tuyến hay không? Trong tách cà phê hôm nay, hãy cùng Cà phê Liên minh bàn về hành trình gắn bó của cả năm cái tên nhà T1. Họ đã cùng nhau trải qua những gì và liệu chung kết thế giới 2023 có phải dấu chấm hết cho hành trình đó hay không? Trước khi bước vào video, đừng quên ấn nút like và subscribe, cũng như để lại các bình luận góp ý cho Cà phê Liên minh ở bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng mình thưởng thức tách cà phê này thôi. Tiền thân của T1, SKT T1 vốn luôn được biết đến là một đội tuyển vĩ đại, giàu truyền thống bậc nhất nền liên minh huyền thoại thế giới. Thời kỳ vàng son của họ với những Benji, Faker, Bang, Wolf đã càn quét mọi giải đấu từ quốc nội đến quốc tế, đem về biết bao thành tích cho tổ chức. Tuy nhiên, kể từ thất bại trong trận đấu cuối cùng tại chung kết thế giới 2017, đội hình SKT chỉ còn Faker là cái tên không thể thay thế, còn những vị trí còn lại thường xuyên có những sự xáo trộn. Tuy nhiên, việc thi đấu trong màu áo SKT vốn không phải một điều dễ dàng bởi áp lực cực đại mà nó đem lại. Những tuyển thủ tại đây nếu không có một màn trình diễn hoàn hảo, vừa lòng người hâm mộ thì sẽ thường xuyên bị đặt lên bàn cân, đánh giá và nhận nhiều chỉ trích. Cũng chính vì thế mà biết bao người đến kẻ đi. Nhưng mặc nhiên, chẳng có cá nhân nào thực sự bùng nổ, đủ sức để trụ lại tại môi trường khắc nghiệt này quá lâu. Sau một thời kỳ đem về những ngôi sao lớn như Khan, Clit, Teddy mà vẫn không đạt được quá nhiều thành công, ban huấn luyện T1 bắt đầu nhắm tới việc đào tạo và chiêu mộ nhiều cái tên trẻ triển vọng hơn. Sau khi viên ngọc thổ Effort vừa hết hạn hợp đồng, T1 đã nhìn thấy triển vọng của hỗ trợ nhà Dragon X. Dù chưa phải một ngôi sao khi đó, nhưng ngay từ khi debut, Kheria đã cho thấy được thực lực của mình khi sát cánh cùng người đàn anh Dev. Vì vậy, họ ngay lập tức móc hầu bao ra để đưa Kheria về làm mảnh ghép quan trọng trong đội hình. Dù vậy, trong thời gian đầu, Kheria chưa thực sự phát huy được hết khả năng của mình khi phải cặp cùng với một Teddy thi đấu quá an toàn. Sau một khoảng thời gian ban huấn luyện thử nghiệm, xoay tua đội hình thảm họa, T1 mới dần tìm ra những nhân tố mới từ lọ đào tạo của mình. Honor là sự thay thế sáng giá cho một Curse với phong độ chạm đáy, còn Gumayusi với phong cách thi đấu phóng khoáng lại vô cùng phù hợp với thiên tài trẻ Kheria, từ đó hợp thành cặp bot hiếu chiến nhất thế giới. Tưởng rằng với những nhân tố mới đầy tài năng, T1 đã đủ khả năng tạo nên một kỷ nguyên mới cho đội tuyển. Thế nhưng chính người được đặt nhiều kỳ vọng nhất, đại tướng Kana, lại là cá nhân kéo cả tập thể đi xuống, khiến T1 không thể phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình và phải tìm ra một cái tên đủ khả năng để thay thế vị trí của Royal Roder này. Một lần nữa, ban huấn luyện T1 lại lựa chọn thêm một nhân tố nữa từ lò đào tạo của mình, và đó chính là tài năng trẻ 2K4, người khuấy đảo xếp hạng đơn Hàn Quốc lúc bấy giờ, thần sấm Zeus. Dù nhận phải ít nhiều hoài nghi, mùa xuân 2022 vẫn là giai đoạn thành công nhất của 4 tuyển thủ trẻ và anh già Faker. Thành tích toàn thắng được vòng bảng cho tới chung kết chắc chắn sẽ khó có đội tuyển nào đủ khả năng phá vỡ. Thế nhưng đáng tiếc rằng đây cũng là danh hiệu duy nhất mà tập thể T1 này có được trước khi mọi thứ dần chuyển biến xấu đi. Con tàu T1 bỗng trở nên chệch hướng, một Gumayusi suy giảm phong độ, một Honor tụt form, đầu tàu Faker cũng không thể chống lại những ảnh hưởng tiêu cực của tuổi tác, khiến Zeus trở thành nhân tố duy nhất gồng gánh đội tuyển tới trận chung kết gặp RNG. Vậy mà ngay trong trận đấu quan trọng nhất, khi những người đồng đội đã thi đấu ổn định hơn, thì chính thần sấm lại trở thành tội đồ, gián tiếp khiến đội nhà gục ngã xít sao 2-3 trong trận đấu định mệnh ấy. Gọi là định mệnh bởi sau trận chung kết với RNG, T1 hết lần này đến lần khác trở thành kẻ về nhì đứng sau hành trình vĩ đại của những đội tuyển khác. Dragon X với hành trình phép màu tại chung kết thế giới 2022, Gen.G liên tiếp đả bại Faker cùng đàn em ở 3 trận chung kết liên tiếp. Thậm chí, ở MSI vừa qua, T1 đã thành công phá bỏ lời nguyền về nhì, nhưng nó lại bị thay bằng một vị trí thứ 3 đầy thất vọng. Đến với mùa hè 2023, 5 thành viên cũng đã phải trải qua vô vàn những khó khăn mới có thể giành lấy tấm vé đến với chung kết thế giới. Trong suốt giai đoạn thiếu vắng đi quỷ vương Faker, T1 chỉ giành được duy nhất một trận thắng và phải nhận tới 7 thất bại. May mắn rằng Faker vẫn kịp quay trở lại, vực dậy cả tập thể rệu rã, đánh bại cả top 1 vòng bảng KT Rooster 2 lần liên tiếp để lách qua khe cửa hẹp, giành lấy vị trí hạt giống số 2 đến với giải đấu lớn nhất năm. Dù đã thành công dắt tay nhau đến với kỳ chung kết thế giới, thế nhưng những lời chia sẻ đầy buồn bã của Gumayusi lại khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng về tương lai của tập thể T1.
rằng chung kết thế giới sẽ là cơ hội cuối cùng mà họ được thấy năm chàng trai này sát cánh bên nhau. Những lời mà thái tử nhà T1 nói ra chắc hẳn không phải bâng quơ, cũng chẳng phải những lời để tạo ra sự kịch tính cho hành trình sắp tới của T1. Thậm chí chính xạ thủ này là cái tên có khả năng cao sẽ rứt áo ra đi bởi sức ép đè lên vai anh đang là quá lớn. Sau khi thể hiện phong độ hủy diệt ở mùa xuân 2022, Gumayusi bỗng đánh mất phong độ ở MSI, bị gắn với biệt danh Tam Thái Tử bởi bề tướng hẹp, thua đường gần như mọi đối thủ, kể cả đó có là Shogun, Taki của Sài Gòn Buffalo. Thậm chí trở về LCK mùa hè, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi Thái Tử Guma thường xuyên vấp cỏ. Những chỉ trích, búa rìu dư luận hầu hết đều nhắm thẳng vào xạ thủ nhà T1. Áp lực nhiều đến mức mà ngay từ mùa giải 2022, nhiều tin đồn đã nổi lên rằng Gumayusi sẽ rời khỏi đội tuyển khi anh đã chia sẻ trên sóng livestream rằng mình cảm thấy rất áp lực và thường xuyên phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua những dòng suy nghĩ tiêu cực ấy. Éo le không dừng lại ở đó, tại thời điểm mà Gumayusi lấy lại được phong độ của mình thì những người đồng đội lại bắt đầu vướng phải những vấn đề của riêng mình. Tâm lý Kyria ngày càng trở nên bất ổn, Just không đạt được phong độ tốt nhất, Owner trở thành mắt xích yếu nhất cả đội, đầu tàu Faker thì bị yếu tố tuổi tác đeo bám. Gumayusi đành nỗ lực hết mình trở thành người chơi ổn định nhất, gồng gánh T1 trong những lúc khó khăn nhất. Còn nhớ tại ván 5 trận chung kết với Dragonix, chính Thái Tử là người đã nhiều lần giữ lại hy vọng cho T1. Chỉ tiếc rằng những người đồng đội lại không đủ bản lĩnh để cùng Gumayusi đi đến với những danh hiệu. Nhưng đáng nói nhất vẫn là khoảng thời gian Faker không thể thi đấu. Gumayusi phải một mình chiến đấu, cố gắng níu kéo lại con tàu T1 một cách bất lực, rồi cũng là nhân tố quan trọng nhất để giúp đội tuyển vẽ lên một hành trình kỳ diệu. Vậy mà chỉ với một tình huống thi đấu bất cần trong trận chung kết với Gen.G, Gumayusi lại nhận về vô số lời chỉ trích, bị pressing bằng cả một chiếc xe tải. Tất cả những yếu tố trên tập hợp lại tạo nên một sức ép khổng lồ đè nặng lên đôi vai của chàng trai trẻ. Những lời phát biểu gượng gạo của Gumayusi rằng mình vẫn ổn cũng không đủ để che giấu được việc anh đã chạm tới giới hạn và ngày rứt áo ra đi của xạ thủ nhà T1 đang đến rất gần. Không chỉ Gumayusi, các thành viên còn lại cũng đã gặp phải rất nhiều vấn đề từ khi gia nhập dàn sao T1, nhất là vấn đề tâm lý mà một trong những cái tên bị ảnh hưởng nặng nề nhất chính là Kyria. Không ít lần chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh Kyria run rẩy, đánh mất tự tin ngay trong quá trình thi đấu. Hình ảnh khóc nấc của Kyria tại chung kết thế giới 2022 không khỏi cho chúng ta cảm thấy vẻ xót xa. Ngoài ra, cá nhân Just cũng mắc phải những vấn đề tâm lý nhưng nó lại chỉ xuất hiện trong trận chung kết. Những biệt danh đường trên của những trận đấu nhỏ, người nuôi quái vật, sinh ra để châm chọc cho việc Just thường xuyên chốc ở những khoảnh khắc quan trọng. Người hâm mộ vẫn luôn đợi Just tỏa sáng trong những lúc đội cần, nhưng nhận lại chỉ toàn sự thất vọng. Cuối cùng, không thể thiếu cá nhân phải nhận lại nhiều sự chỉ trích nhất trong suốt giai đoạn mùa hè vừa qua, chú báo con Owner. Đặc biệt là giai đoạn thiếu vắng đi Faker, Owner thi đấu như người không hồn, thi đấu như mơ ngủ, lạc lõng và luôn để cho đối thủ đi trên đầu trên cổ. Thêm một vấn đề quyết định đến việc T1 có tan rã hay không chính là việc ngoại trừ Owner và Faker đã gia hạn hợp đồng thì cả ba cái tên còn lại đều sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 11 năm nay. Hơn thế nữa, T1 có thể là rất giàu nhưng với hơn 10 năm tham gia vào thị trường liên minh huyền thoại chuyên nghiệp chắc hẳn sẽ cần có những cân bằng về tài chính, quỹ lương cho các tuyển thủ. Cùng với việc bộ luật giới hạn lương của LCK mới được công bố, khả năng cao sẽ có những tuyển thủ thi đấu tại T1 sẽ bị giảm lương nếu muốn tiếp tục thi đấu cùng với đội. Khả năng đó sẽ là một yếu tố quan trọng quyết định đến việc đi hay ở của các thành viên T1. Thi đấu cho T1 đúng là một niềm vinh dự, nhưng đổi lại thì sức ép ngàn cân thì lại luôn đè nặng trên vai. Trong suốt thời gian Faker vắng mặt, hẳn 4 tuyển thủ trẻ đã phải bơi trong làn sóng chỉ trích, áp lực tâm lý khiến họ khó mà giữ được động lực thi đấu. Vì vậy, nên rời khỏi T1 cũng là một cách để cuộc sống của họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đẳng cấp của từng cá nhân trong đội hình T1 là không thể bàn cãi. Bất cứ đội tuyển nào giành được chữ ký của một trong 4 cái tên trẻ đều là một sự bổ sung vô cùng chất lượng. Kyria và Gumayusi luôn là một bộ đôi xạ thủ hỗ trợ ăn ý hàng đầu thế giới. Just và Owner cũng tương tự là như vậy khi thực lực của họ đã được chứng minh và chỉ bị giới hạn bởi phong độ trồi sụt. Vậy nên, việc rứt áo ra đi để tìm kiếm một cơ hội tốt hơn là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Từ SKT cho tới T1, dẫu có thay đổi bao nhiêu cá nhân thì vị trí của Faker luôn là vị trí bất biến của đội tuyển. Bởi Quỷ Vương chính là xương sống, là đầu não chiến thuật để định hình ra một tập thể giàu sức mạnh. Vậy nhưng, khi đội hình hiện tại chuẩn bị tan rã thì người ta lại vô cùng lo lắng bởi Faker đang dần có những dấu hiệu của tuổi tác. Đôi tay chấn thương trong mùa giải vừa rồi chính là dấu hiệu anh đang bị thời gian mài mòn đến sinh khí và không ngoại trừ khả năng đây cũng chính là mùa giải cuối cùng mà chúng ta còn thấy được Quỷ Vương được tung hoành. Hơn thế nữa, ban huấn luyện T1 đã mất tới 6 năm để có thể tìm ra một đội hình thi đấu thực sự ăn ý cùng những cá nhân hòa hợp để sát cánh với nhau trong một thời gian dài. Giờ đây, nếu viễn cảnh họ phải chia tay nhau xảy ra thì T1 gần như sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhất là khi đã đề cập ở trên, Quỷ Vương Faker sẽ không còn đủ khả năng để chèo lái con thuyền T1 thêm một lần nữa.
Nếu kịch bản ấy thực sự xảy ra, thì những cái tên thực sự chất lượng mà T1 có thể đem về cũng không có nhiều khi mà những hào thủ hàng đầu thế giới đều đang hạnh phúc tại đội tuyển của mình. Phải chăng thì ở vị trí xạ thủ, ban huấn luyện T1 sẽ thấy khả năng để đem về thần tiễn Viper, người vừa có một mùa giải không trọn vẹn với Hang Wai, hay nhắm tới những lựa chọn tương đối ổn của những đội tuyển phía dưới bảng xếp hạng như ngài Morgan hoặc Wibu Barrow. Tuy nhiên, dẫu cho đó có là ai thì cũng khó có thể thay thế bù đắp được sự mất mát của việc mất những cá nhân thi đấu ăn ý từng trải qua biết bao gian khó cùng nhau. Vì thế nên ngay lúc này, tương lai của đội hình T1 đang dần trở nên đen tối hơn bao giờ hết. Ông lớn của nền Liên minh huyền thoại đang có nguy cơ suy tàn, đánh mất toàn bộ những di sản của mình. Lứa tài năng tiếp theo của T1 rời đi, những vẻ mặt tiếc nuối của các tuyển thủ trẻ khi không thể lên ngôi vô địch, những giọt nước mắt xót xa của Kyria hay ánh mắt thất thần nhìn về phía đàn em của Quỷ Vương Faker sẽ là những kỷ niệm buồn ám ảnh những người hâm mộ đội tuyển triệu fan này. Thế nhưng, đó cũng là động lực để các thành viên T1 tiến lên. Họ vẫn còn đó một kỳ chung kết thế giới sắp tới để cùng nhau sát cánh, và đó cũng là cơ hội cuối cùng để họ có động lực chiến đấu cùng nhau. Còn các bạn nghĩ sao về màn phỏng vấn của Goma Yushi? Liệu kịch bản T1 tan rã có thực sự thành hiện thực hay không? Hay chiếc cúp danh giá vào cuối năm sẽ là thứ cứu lại cho hy vọng sát cánh của 5 chàng trai trẻ? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng mình được biết nhé. Anh em nếu yêu thích nội dung Liên minh huyền thoại, đừng quên theo dõi và đăng ký kênh Cà phê Liên minh để không bỏ lỡ bất cứ video hấp dẫn nào nhé. Nếu có ý tưởng gì muốn Cà phê Liên minh thực hiện cũng đừng ngần ngại nêu ra ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.